người ta thì mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, còn con này á thì mỗi ngày nó chọn một con để mà nó vả á. Lắm lúc cũng không hiểu tại sao mà lại nuôi phải một con mèo sữa trong như vậy luôn á. Bữa nay nó chọn một con Maine Coon to gấp 3 lần nó. Hôm trước thì nó rủ con mèo ta ốm yếu nhất quán chơi đấu vịt. Hôm trước nữa thì nó lại chọc thằng cu bon già nhất quán. Thằng cu bon nó hơn 10 tuổi rồi đấy, cả ngày chỉ ăn với ngủ mà thôi, mà lại bị con báo này nó nhay. Tức quá cũng phải đứng dậy vật cho mấy phát. À mà quên mất, thằng báo này tên là Biển. Nó chỉ chuyên chọc những mấy con mà bự hơn nó để trêu ghẹo thôi, kiểu thích cảm giác mạnh đó mấy bạn. Này, bữa nay thì nó lại rình con Maine Coon nặng gấp 4 lần nó đó, để mà quất nè. Mà con Maine Coon này nó già nên nó nhường ấy chứ, chứ mà nó vả cho một cái thì thằng này chỉ có nước bay nửa vòng trái đất. Trời ơi, bia tí. Con lợn. Ngoài cái tật chuyên đi bêm mấy con mèo khác thì nó còn thích chui vào váy phụ nữ. Bà nào mà mặc váy dài dài tí á, là nó chui vào ngủ đến khi mấy bà về thì thôi á. Méo hiểu sao hồi bé dễ thương lắm cơ, mà nuôi gần năm nay thì nó hóa báo luôn, nản. Nói thế chịu rồi chứ biết sao vợ. Xin lỗi được chưa? Thì đó, đó.